Xin chào tất cả quý khách hàng của Malisa. Sau đây em xin chia sẻ tới các chị em cách sử dụng bộ B1 Dr. Magic. Buổi tối sau khi mà mình rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt và lau khô, lấy một lượng kem dưỡng ẩm sâu bên trong chấm 5 điểm trên toàn bộ khuôn mặt. Sau đấy mình sẽ dùng hai đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, tản đều kem ra trong vòng khoảng tầm 2-3 phút. Sau đấy mình sẽ chuyển qua bước kem thứ hai là kem xóa thâm làm sáng da. Lấy một lượng kem tương đối nhiều, thoa vào những vùng da có sắc tố đen. Lưu ý giúp em là thoa sao cho phải có vân kem. Còn những vùng da khác bình thường thì mình thoa mỏng lại. Cũng dùng hai đầu ngón tay massage tản nhẹ ra giúp em để kem thẩm thấu trong vòng khoảng tầm 2-3 phút. Buổi sáng sau khi rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt, lau khô da, lấy một lượng kem vừa đủ kem dưỡng ẩm sâu bên trong, chấm 5 điểm trên toàn bộ khuôn mặt và dùng hai đầu ngón tay massage tản nhẹ ra để kem thẩm thấu trong vòng 2-3 phút. Sau đấy sẽ thoa kem chống nắng. Quý khách hàng lưu ý giúp em là kem xóa thâm làm sáng da chỉ thoa vào buổi tối. Trong 5 ngày đầu tiên sử dụng sản phẩm sẽ thoa liều lượng từ ít tới nhiều để làn da thích nghi dần với sản phẩm. Đối với sản phẩm kem xóa thâm làm sáng da, khi thoa sẽ có những dấu hiệu là da hơi ửng hồng nhẹ, hơi châm chích, hơi bong tróc nhẹ, da hơi căng, hơi khô là vì lúc này các thành phần tính chất của kem đang thẩm thấu và phát huy tối đa công dụng là nghiền nát các sắc tố thâm sạm. Quý khách hàng vui lòng sử dụng bộ B1 Dr. Magic đúng cách để chinh phục một làn da trắng mịn như ý, dưỡng da sâu từ bên trong một cách dễ dàng. Liên hệ ngay với Malisa để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm. Số hotline 0932 699 299 1900 0019.